chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là hộp của chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite. Và đây là phiên bản rút gọn của chiếc Xiaomi Mi Note 10. Hiện tại thì sản phẩm này nó đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá dao động từ 9 cho tới 10 triệu đồng tùy vào từng phiên bản. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này để xem là nó bị cắt giảm gì so với chiếc Xiaomi Mi Note 10, và để xem là trong tầm giá từ 9 cho tới 10 triệu đồng thì chiếc Mi Note 10 Lite này có xứng đáng để các bạn lựa chọn hơn một số sản phẩm hay không nhá. Ok, mình sẽ điểm qua một chút về cái phần hộp của sản phẩm này thì nó sẽ có logo Mi này, cùng với đó là tên mã máy là Note 10 Lite. Mà sau đây thì không có gì cả. Nói chung là nó khá là đơn giản. Mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn nhá. Ok, và đây thì mình sẽ có chiếc Mi Note 10 Lite. Nó có phong cách thiết kế cũng như là cái form rất giống với chiếc Mi Note 10, tức nghĩa là nó sẽ có một cái màn hình cong. Mình sẽ nói về nó sau. Tiếp theo thì mình sẽ có thứ nhất thêm một cái hộp nữa, và cái hộp này thì nó sẽ đựng một cái ốp lưng này, cùng với nó là tập sách hướng dẫn sử dụng ở bên trong này luôn, và một que chọc sim đó. Tiếp theo thì phụ kiện chúng ta sẽ có một củ sạc. Để xem củ sạc này nó sẽ có công suất là bao nhiêu. Củ sạc này thì nó sẽ có công suất lớn nhất là 10V 3A, nhân lên nó rơi vào tầm khoảng là 30W đó. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái sợi dây cáp, đó chính là USB-C. Và đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite hàng chính hãng. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Ok, quay trở lại với chiếc Mi Note 10 Lite chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì chiếc Mi Note 10 Lite này nó vẫn có một cái form thiết kế khá là giống so với chiếc Mi Note 10. Tuy nhiên thì cái kích thước tổng thể thì mình thấy nó nhỏ hơn một chút so với chiếc Mi Note 10. Về cái phần mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình cong với kích thước là 6,47 inch. Độ phân giải của màn hình này là Full HD cộng, và tấm nền được trang bị là tấm nền AMOLED. Nó còn hỗ trợ luôn chúng ta cả công nghệ HDR10 và sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Tuy nhiên được thiết kế màn hình cong nhưng mà cái phần phía trên đây thì nó vẫn sẽ có một cái giọt nước và sẽ chứa một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và các bạn có thể thấy ở phần mặt trước đây nó là một cái màn cong, vậy nên là cho hiệu ứng thị giác cực kỳ là đã mắt. Và cái tấm nền lại tấm nền AMOLED nữa, vậy nên là sẽ có cái độ tương phản và màu đen lên cực kỳ là sâu. Màu sắc của nó cũng thể hiện lên rất là tươi nữa. Chuyển sang phía mặt sau đây thì nó sẽ có một cái thiết kế cong 3D về cả bốn phía luôn. Ở phía hai bên đây là cong mạnh nhất này. Hai phía bên trên này thì hơi cong một chút và tạo cho cái cảm giác cầm nắm ở trên tay chiếc Mi Note 10 Lite này thì cực kỳ là thoải mái luôn. Và ở phía mặt sau lưng đây thì nó sẽ có 4 cụm camera và nó có thiết kế không lồi như ở trên chiếc Mi Note 10, và nó nằm gần như là gần song song với mặt phẳng của mặt lưng luôn. Về thông số kỹ thuật chính của 4 cụm camera này thì sẽ như sau. Ống kính chính của nó thì sẽ có độ phân giải là 64 megapixel, thấp hơn một nửa so với cái chiếc Mi Note 10. Mi Note 10 thì nó sẽ có cảm biến chính lên tới là 108 megapixel cơ. Ống kính thứ hai của máy là một ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel. Ống kính thứ ba là ống kính đo chiều sâu để chụp ảnh trên dung xóa phông thì có độ phân giải là 5 megapixel. Và ống kính cuối cùng thì có độ phân giải là 2 megapixel dùng để hỗ trợ ở chụp ảnh macro. Vậy là cái chiếc Mi Note 10 Lite này nó có đầy đủ các camera có kỹ thuật phần cứng, ví dụ như để chụp ảnh góc rộng này, để chụp ảnh xóa phông và để chụp ảnh macro. Nói chung là nó phân ra rõ ràng chứ không bị giả lập nữa. Ở phía bên cạnh cụm camera thì các bạn có thể thấy là nó có hai cụm đèn flash LED và mỗi cụm thì có hai bóng. Tổng trên đây thì nó sẽ có lên tới là 4 bóng đèn flash LED. Ở bên dưới đây thì chúng ta sẽ có một vài chứng chỉ cùng với đó là logo của Xiaomi. Phần mặt lưng sau của sản phẩm này thì nó được thiết kế từ kính và nó cũng để lại mồ hôi và dấu vân tay rất là nhiều trên phần mặt lưng này. Cùng với đó phần khung viền của nó thì được làm từ kim loại. Cái chất lượng gia công của cái chiếc máy này thì cũng rất là tốt, không hề có khe hở giữa phần khung viền lẫn hai mặt kính hai bên. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế của sản phẩm này thì ở cạnh bên phải chúng ta sẽ có phím nguồn cùng với loa phím tăng giảm lượng và được làm từ kim loại, độ nảy, độ đàn hồi cực kỳ tốt. Phía bên dưới nút nguồn thì nó sẽ có một khay SIM và chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta hai SIM, không hỗ trợ khay cắm điện ở ngoài. Tiếp theo thì ở cạnh bên trái hoàn toàn trống trơn, không có gì cả. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một cái loa ngoài này, mic đàm thoại, cổng sạc USB-C và một cái jack cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía cạnh bên trên thì sẽ có mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa này và một cái mic phụ để thu âm. Chiếc Mi Note 10 Lite này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái cụm cảm biến vân tay được đặt ở bên trong màn hình và tốc độ nhận diện của nó thì cũng khá là ok. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, đây là khi mình bật sáng màn hình, còn khi mình tắt màn hình thì cái cảm biến vân tay nó sẽ nổi lên. Và cái chiếc máy này nó sử dụng tấm nền AMOLED, vậy nên nó sẽ có tính năng OLED display. Đó, đây nha, mình sẽ khi mà mình khóa màn hình này để nó tối này, mình sẽ test vân tay.
Nó tốc độ nhận diện của nó cũng khá là ok. Và đó là về phần thiết kế màn hình cũng như là camera của chiếc Mi Note 10 Lite. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Mi Note 10 Lite nó vẫn được giữ nguyên như ở trên chiếc Mi Note 10. Tôi nghĩ là nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 730G. Dù RAM đi kèm thì sẽ có hai phiên bản là 6 hoặc là 8GB với chuẩn là LPDDR4X, bộ nhớ trong là 64 và 128GB với chuẩn là UFS 2.1. Về pin của máy thì sẽ có dung lượng lên tới là 5260mAh, một cái dung lượng pin phải nói là cực kỳ là khủng luôn, và hỗ trợ luôn chúng ta củ sạc nhanh đi kèm theo máy lên tới là 30W. Về cái điểm số AnTuTu mình chấm được ở trên chiếc Mi Note 10 Lite này thì nó sẽ đạt được lên tới là 273.000. Điểm CPU đạt được là 98.000, điểm GPU đạt được là 78.000 với nhân là Adreno 618. Còn về phần mềm thì hiện tại chiếc Mi Note 10 Lite này nó đang được chạy ở trên giao diện đó chính là MIUI 11. Đây thì mình sẽ vào phần giới thiệu điện thoại cho các bạn xem nhé. Thì mình sẽ vào phần thông số này. Thì hiện tại nó đang chạy ở trên phiên bản MIUI 11.0.1 và phiên bản Android là Android 10 mới nhất luôn. Hiện tại thì MIUI 12 của Xiaomi thì cũng đã được ra mắt rồi, và chắc chắn là chiếc máy này nó sẽ được nằm trong danh sách cập nhật những phiên bản MIUI mới nhất. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn bài mở hộp và chia tay nhanh chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite. Hiện tại thì chiếc máy này nó đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá rơi vào tầm khoảng là hơn 9 triệu đồng. Thì với hơn 9 triệu đồng, chiếc máy này nó đem lại chúng ta được những gì? Thứ nhất, nó sẽ có một thiết kế rất là đẹp, bóng bẩy, lại còn được trang bị một cái màn hình cong, tấm nền AMOLED hiển thị rất tươi, màu sắc lên đẹp, hỗ trợ công nghệ HDR10 các thứ. Đi kèm với đó là một cấu hình với con chip Snapdragon 730G, thì mình nghĩ với mức giá khoảng 9 triệu đồng thì con chip này hoàn toàn là xứng đáng. Và tiếp theo là camera của nó có độ phân giải lên tới là 64MP này. Kèm theo đó là hỗ trợ tất cả các tính năng, ví dụ như camera chụp ảnh góc rộng, chụp ảnh xóa phông, chụp ảnh macro đầy đủ hết. Và viên pin của máy thì được tích hợp có dung lượng lên tới là 5260mAh, lại còn hỗ trợ sạc nhanh với công suất lên tới là 30W. Thì mình nghĩ đây là một chiếc máy cực kỳ đáng mua trong mức giá khoảng 9 triệu đồng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.